Anh chị kính mời quý vị theo dõi một bài viết của tác giả nguyễn thông. ông viết rằng sự kiêu ngạo của người cộng sản ấy những cái chữ trên không phải do tôi nghĩ ra cũng không phải là do thế lực thù địch nào vu cáo đâu mà là chữ dùng của ông phan diễn đó Ông Diễn là người Quảng Nam, là con của cụ Phan Thanh, một nhân vật nổi tiếng thời mặt trận dân chủ từ năm 1936 đến năm 1939. Ông Diễn từng là ủy viên Bộ Chính trị, đóng đến chức Thường trực Ban Bí thư, tức là nhân vật số 2 của Đảng, chỉ đứng sau Tổng Bí thư thôi. Họ hàng nhà ông Diễn còn có những người là yếu nhân của chế độ, chẳng hạn như ông Phan Bôi, tức là Hoàng Hữu Nam, em của ông Phan Thanh bố ông Diễn. Ông Bôi là Thứ trưởng Bộ Nội vụ của chính quyền sau Cách mạng tháng 8 chánh văn phòng chính phủ, người được cụ Hồ hết sức tin cậy. Rồi mẹ của ông Diễn là bà Lê Thị Xuyến, từng là phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tôi kể qua như vậy để nói rằng phát ngôn của ông Diễn không phải là cái dạng ai đó nói vu vơ, nói lấy được, mà nó rất là có trọng lượng. Đó là nhận xét của một người trong cuộc, người ở trong trăng, chứ không phải là bị kích động, bị suối dục hay là nhẹ dạ gì đó. Trời ơi làm sao mà kích động nổi những người như ông Diễn. Ông Diễn nay vẫn còn sống và khỏe mạnh sáng suốt, ai không tin thì cứ hỏi ổng đi. Trong bài trả lời báo điện tử VN Express đăng ngày 17 tháng 12 năm 2016, ông Diễn chắc thấm nhuần tư tưởng của Lenin, người thầy của cách mạng vô sản thế giới, đưa ra nhận định, tôi cho rằng chúng ta ít nhiều đã có sự chủ quan, có thể gọi là kiêu ngạo cộng sản, sau chiến thắng năm 1975. Việc này có thể hiểu là xuất phát từ những điều tự hào về lý tưởng và thành công của mình trên con đường cách mạng, nhưng rồi đi quá đà đến xu hướng chủ quan. Tôi trích nguyên si câu văn nha. Và cũng trong bài trả lời này, ông cựu nhân vật số 2 còn cho biết chi tiết rất đáng quan tâm đối với những người chép xử. Ông bảo, trước giải phóng, mỗi năm kinh tế miền Nam được Mỹ viện trợ khoảng 1 tỷ đô la. Miền Bắc cũng được chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa một lượng sấp xỉ như thế. Tôi cũng chích nguyên câu nha quý vị. Tôi chích nguyên si cái câu nói đấy. Nếu đúng như ông Diễn nói, thì với một tỷ đô như vậy, ở miền Nam, ngoài chi cho phương tiện chiến tranh, tiền viện trợ còn được biến thành nền kinh tế phồn vinh giả tạo. Dân thực sự được nhờ, được sống sung túc. Chứ một tỷ ở miền Bắc, thì bị chuyển hóa thành vũ khí đạn dược hết để giải phóng miền Nam, nên dân chịu đói, chịu khổ, thiếu thốn kéo dài suốt mấy chục năm trời. Phải nói rằng, trong gầm trời này, từ thời thượng cổ đến nay, nếu mà nói về sự kiêu ngạo, thì có thể nói rằng người Cộng sản là số một là vô địch, thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Người đời vẫn nhắc với nhau một tấm gương điển hình về kiêu ngạo, đố các vị biết đó là ai đó là ông Quang Vũ, còn gọi là Quang Công, Quang Vân Trường từ cái thời Tam Quốc. Ông đứng đầu ngũ hổ tướng của Lưu Bị, tài giỏi, công lao hãng mã khó ai bị được. Chỉ có điều là ông kiêu ngạo quá lắm. Thiên hạ có thể khen ông nhiều điều cho qua chuyện mà ông xem thường Mã Siêu và cả Hoàng Trung Triệu Vân nữa. Những đồng chí của ông tài giỏi chẳng kém gì ông đâu, thậm chí là tài giỏi hơn ông. Nhưng chỉ với cái việc mà ông khước từ sự cầu hôn của nhà ngô họ muốn gả con trai vua tôn quyền lừng lẫy đất giang nam cho con gái của ông để hai nhà liên kết nhưng mà bằng cái thói kiêu ngạo ngấm ở trong máu quang vũ đã thẳng thừng nói con gái ta như loài hổ lại thèm gả cho con của loài chó à thì với chính cái thái độ đó của ông đã phết chữ tử vào cái sự nghiệp của mình cũng như sự tồn tại của nhà thục cái thói kiêu ngạo nó đã giết chết ông và nhà nước của ông chứ không phải cái thứ gì khác ở đây cũng phải nói thêm về cái tội của khổng minh đã biết không thể tin cậy quan vũ trong cái việc giữ kinh châu mà vẫn cứ giao bởi mấy chữ lời khuyên đông hòa tôn quyền bắc cự tào tháo đối với một kẻ kiêu ngạo thì chả có ý nghĩa gì chả có là cái đinh gì cả kiêu ngạo là gì kiêu là sự ngạo mạn không chịu phục tùng kiêu ngạo là thái độ khoe khoang, ngạo mạn. Kẻ kiêu ngạo thường tự cho mình là hơn người, thậm chí mình là nhất. Kiêu căng ngạo mạn trên đời không có ai bằng mình, từ đó dẫn đến coi thường người khác, coi thường tất cả. Việc gì mình làm cũng hay cũng đúng, mình chả bao giờ sai. Luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta. Nếu mà có ai phê phán phản đối thì lấy làm khó chịu, nhẹ thì chê bai dè biểu người ta, nặng thì dùng quyền lực tìm cách vùi dập. Trong minh mông thế sự kẻ kiêu ngạo luôn sống cô độc với vòng hào quang mà nó tự tô vẽ. Nói cho công bằng, không phải ai cũng có thể xin cái thói kiêu ngạo. Những hạng ngu đần an phận rụt rè kém bản lĩnh thiếu tài năng tầm thường thì không thể là kẻ kiêu ngạo. Những người cả đời không lập công, không thành đạt thì lấy cái gì để mà kiêu ngạo? Phải có khí chất nhất định của kẻ anh hùng, phải hơn người mới có thể kiêu ngạo được. Kể từ khi cái chủ nghĩa cộng sản với cốt lõi là tư tưởng Mark Lenin và cái học thuyết đấu tranh giai cấp được du nhập vào Việt Nam hồi nửa đầu thế kỷ 20, người cộng sản đã dần tìm được cái chỗ đứng trong cái đời sống chính trị bởi họ khá khôn ngoan. Họ biết lợi dụng và dựa vào dân nghèo, nhất là nông dân, lực lượng đông nhất ở một cái xứ thuộc địa. Những ông tổ của cộng sản khi mà truyền bá cái học thuyết đấu tranh giai cấp đã khẳng định ai nắm được công nông người ấy sẽ chiến thắng. Lý luận ấy từng chính xác ở cái nơi nào thì tôi chưa có rõ lắm nhưng mà ở cái xứ của ta trước năm 1945 thì quả thực là đúng như vậy. Sau khi đã trở thành lực lượng chính trị quan trọng, người cộng sản Việt Nam từng bước giành thắng lợi. Đó là nghệ thuật biết thắng từng bước dù họ biết phải trả một cái giá đắt là máu và nước mắt. Dấu mốc lịch sử quan trọng vẽ vang nhất là họ khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng, khơi được cái mối căm thù giai cấp bóc lột, hô hào nhân dân đứng lên là một cuộc lật đổ nhà nước thực dân phong kiến, cướp chính quyền. Mà cái chữ cướp được người Cộng sản trước kia hay dùng, sau có lẽ thấy chói quá mới lặng thầm bỏ cái chữ cướp đó đi thiết lập được một cái bộ, bộ máy cầm quyền mới vào tháng 8 năm 1945. Theo dòng lịch sử trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm, từ năm 45 đến năm 54, cuộc nội chiến Bắc Nam để thống nhất đất nước từ năm 54 đến năm 75, cuối cùng thì người Cộng sản đã đoạt chiến thắng chung cuộc. Đánh ván cờ xương máu thì họ đã thắng. Bao nhiêu đau thương mất mát, biết bao nhiêu bi kịch ám vào cái số phận của từng cá nhân, từng gia đình, từng vùng đất rồng rã mấy chục năm trời để có cái ngày toàn thắng. Tiếp theo nữa, gần nửa thế kỷ suốt từ năm 75 cho đến nay, người Cộng sản hãnh diện mình đã có công trời biển, thu non sông về một mối. Bộ máy tuyên truyền của họ hàng năm bắt mọi người phải nhớ ơn cái công lao được xây bằng núi xương sông máu của mấy triệu con người. Trong chiến tranh, do cần lợi dụng sức dân, Người Cộng sản đã khéo léo tô vẽ được cái hình ảnh về chiến sĩ hết lòng vì nước vì dân, hy sinh quyền lợi cá nhân, bình dị, gần gũi, trang hòa với quần chúng, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh. À, họ đầy ham muốn nhưng mà lúc cần che giấu thì vẫn biết khôn khéo, lui xuống vị trí cần thiết để mà tạo nên cái hình ảnh có lợi trong mắt người dân. Có lẽ chính vì thế mà trong cộng đồng dân tộc những năm đầy ác liệt, người Cộng sản được số đồng dân chúng tin cậy giao phó sứ mệnh chèo lái mà ít có mảy may nghi ngờ lăng tăng. Đội ngũ văn nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, hoặc với tấm lòng ngây thơ, hoặc có dụng ý, đã thỏa sức làm thơ, kẻ nhạc, dựng kịch, đóng phim, viết tiểu thuyết, ca ngợi người Cộng sản, nâng họ lên thành tên quân cảm tử đi tiên phong như cánh chim trời không biết mỏi mỗi bước đi biết mấy yêu thương những cái hình tượng hình ảnh đẹp nhất có sức lôi cuốn nhất ở trên đời được ví được gắn với người cộng sản đó là vầng thái dương là ngọn đuốc soi đường nguồn ánh sáng đỉnh cao chói lọi người cầm lái vững vàng ngọn cờ bách chiến bách thắng chiến sĩ tiên phong Ô cha, tất cả được báo chí đài phát thanh cán bộ tuyên huấn hằng ngày ra rã phong tặng cho người Cộng sản. Nói một cách khách quan công bằng, không phải toàn bộ đảng Cộng sản ở cái xứ này, không phải tất cả mọi thành viên, đảng viên của tổ chức chính trị đòi độc quyền lãnh đạo xứ này đều xứng đáng để mà đeo được những tấm huân chương bốc trời ấy. Nhưng mà thực sự trong đội ngũ của họ cũng có những con người như vậy, chỉ có điều là rất ít, rất hiếm. Một trong những sai lầm và định kiến khó chữa nhất của người cộng sản là họ luôn cho mình là đúng. Họ xem cộng đồng xã hội như một cơ thể mà họ là bộ óc, óc chi phối tất cả, điều khiển mọi hành vi. So với tim gan phèo phổi mắt mũi chân tay thì chỉ có óc mới là lý trí. Có sai thì cũng vẫn là lý trí hơn tim gan phèo phổi. Độc quyền nghĩ, độc quyền đúng, không chịu lắng nghe, ít có phục thiện, ít có sửa chữa. Từ đó phát sinh ra những cái hệ lụy khủng khiếp. Xin thời, giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, người nổi tiếng với cái câu nói là ấy cái xứ ta nó thế, đã viết rằng những nhà cai trị của chế độ này cần đọc luận ngữ của khổng tử. Đừng vội cho rằng tư tưởng lý luận của ông Tàu Hữu Nho đó thì đọc làm gì bài trung chống tàu cộng không có nghĩa là sổ tuệt hết. Cái nào đúng đã được thử thách giá trị qua thời gian thì chả tội gì phải bỏ. Thiện nghĩ rằng thứ cần bỏ ngay bây giờ không phải là những lời răng của khổng tử hoặc hàng phi tử mà chính là cái học thuyết mác-lênin nhất là cái sự suối dục đấu tranh giai cấp và lý luận về một chủ nghĩa xã hội không tưởng của mấy ông Tây này, bởi vì chúng đã quá lỗi thời. Trở lại cái cuốn sách nho nói trên, trong sách đó nó có cái thuyết tử tư tuyệt gồm vô ý vô tất vô cố vô ngã đáng chú ý vô ý có nghĩa là trong bất kỳ xã hội hoặc thể chế nào không được dành đặc quyền cho ý kiến quan điểm nào cả đừng có tuyệt đối hóa nó bởi nếu như thế sẽ khiến cho ta nhất là cái bọn cầm quyền ấy không nhìn thấy những cái ý khác và điều khác có thể còn đúng, còn hay hơn là cái ý của ta, kể cả là những cái ý kiến trái chiều, đối lập. Chỉ một cái vô đó thôi, chúng ta đã thấy người xưa đó, họ tiến bộ như thế nào? Cách nay cả hơn 2.000 năm. Vậy mà bây giờ những nhà cai trị cái nước này, cái xã hội này, nhất là cái đảng Cộng sản này, luôn cho mình là đúng, là đỉnh cao chói lọi. Mỗi cái nghị quyết của họ đều được họ hãnh diện gọi là ánh sáng. Dưới ánh sáng nghị quyết của đảng đó, có nghĩa là sánh ngang với mặt trời họ độc quyền độc tôn chân lý chỉ riêng mình là đúng vinh váo thế nên họ xem thường tất cả mọi ý kiến quan điểm trái chiều khác suy nghĩ họ không chấp nhận những ai nói ngược họ khi còn quyền lực trong tay thì họ sẽ trấn áp đe dọa vùi dập nhưng mà liệu trong cái dòng chảy cuộc sống đang biến đổi tích cực từng ngày từng giờ thì liệu có dọa dẫm được mãi hay không hồi các cái thể chế chính trị trên thế giới còn chia làm hai phe kình địch lứa năm x chúng tôi ở miền bắc luôn được nghe từ đài báo nhà nước từ cán bộ tuyên truyền rằng chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại còn chủ nghĩa tư bản đang tự đào mồ chôn đang dãy chết cứ nghe mãi những cái điều ấy rồi cũng thành niềm tin mặc dù chẳng biết chủ nghĩa cộng sản lẫn chủ nghĩa tư bản mặt ngang mũi dọc nó như thế nào cả cái mùa xuân mà họ nói thì nó quá xa xôi chưa biết bao giờ mới theo chim én về còn tư bản khi nào chết cũng chả biết luôn Mọi thứ đều rất mơ hồ, chỉ có nghèo đói chiến tranh xung đột là có thực, là phải chứng kiến hàng ngày. Phải thừa nhận người cộng sản, dù ở Liên Xô hay ở Trung Quốc hay ở Việt Nam, họ rất giỏi tuyên truyền, họ nắm được quyền lực, độc quyền quyền lực rất mạnh tay thực hiện chuyên chính vô sản, huy động hết tất cả các cung bậc của bộ máy tuyên truyền, lại cộng thêm mỹ dân siêu hạng, nên họ có những cái thứ mà họ tưởng tượng ra tuy chỉ là bánh vẽ thôi nha, nhưng phần đông dân chúng cũng tin là thật. Dường như bất cứ điều gì họ chủ trương, họ nêu ra, họ đó, những con người cộng sản đó, họ đều cho là chân lý. Chẳng hạn như họ luôn đề cao cái chủ nghĩa duy vật, chống lại mọi quan điểm duy tâm, đề cao tập thể, chống tôn phò cá nhân Ủa vậy chứ ông Hồ là làm sao Nhưng trên thực tế Thì ngược lại Chính họ Họ duy tâm siêu hạng Và họ tôn thờ cá nhân Sùng bái cá nhân siêu hạng luôn Trước hết Có thể thấy rõ sự kiêu ngạo của Cộng sản Lộ rõ ở những cái từ ngữ khẩu hiệu Mà họ thường dùng Hằng ngày ha luôn bắt gặp trên sách báo trong những bản tin của đài phát thanh trên cửa miệng của cán bộ tuyên truyền trên những bức tường khắp vùng thành thị lẫn nông thôn những cái từ muôn năm mãi mãi vô địch đời đời bền vững sống mãi bách chiến bách thắng bất diệt tất cả những cái từ ngữ ấy đều hàm chứa cái sự duy ý chí phản lại cái quy luật của cuộc sống đi đâu cũng gặp những cái câu khẩu hiệu dạng như là chủ nghĩa mác-lênin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm đảng lao động việt nam quang vinh muôn năm Giờ đây cái câu này gần như hiện diện 100% trên sân khấu tại các hội trường cơ quan đơn vị. Chỉ khác tí ti là thay cái chữ lao động bằng cái chữ Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm đó. Đảng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng. Chủ tịch gì đó sống mãi trong sự nghiệp của quần chúng. Rồi tình hữu nghị Việt Xô, Việt Trung, đời đời bền vững. Tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt. Trời ạ! À. Hồi mấy chục năm trước tôi đi xe lửa qua cái chỗ nhà máy xi măng Bỉm Sơn do Liên Xô giúp xây dựng. Tôi thấy trên nóc nhà máy cái câu khẩu hiệu đúc bằng bê tông to vật vã, tình hữu nghị Việt Xô đời đời bền vững. <laughs> Vậy mà sau đó nó mất đi lúc nào không biết. Là người duy vật lẽ ra họ phải hiểu hơn ai hết rằng chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi, bền vững muôn thuở, chẳng có cái gì là hoàn hảo không tì vết. Mặt trời còn có lỗ đen, Ngọc họ Hòa còn bị sức mẻ, nói chi là con người hay xã hội loài người. Thế nhưng, họ cứ thích nói ngược vậy đó. Sự sùng bái cá nhân của người Cộng sản dường như một phần được hình thành từ cái sự kiêu ngạo. Với họ, cứ là lãnh tụ thì sẽ là thần thánh, là đỉnh cao chói lọi, sáng như vần thái dương, đẹp hơn cả mùa xuân. Mỗi lời nói của lãnh tụ chả khác gì là lời châu Ngọc hàng hàng gấm theo những Lenin Mao Trạch Đông Stalin Kim Nhật Thành Castro và cả các ông hồ đều được họ ca tụng cực kỳ mẫu mực đẹp đẽ còn hơn cả Phật cả Chúa không cho ai được động vào thần tượng của mình nói đâu xa ngay cỡ như lãnh tụ tầm vừa vừa nhỏ nhỏ ở cái xứ ta như các vị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Trinh, Nguyễn Văn Linh kia. Mà tới dịp kỷ niệm ngày sinh ngày chết là cứ ồn ào như hội. Đó là chưa kể xây dựng đủ thứ nhà tưởng niệm tượng đài nọ kia khiến thiên hạ cảm tưởng đó là thánh chứ không phải là người. Tự xưng là lực lượng tiến bộ nhất của xã hội loài người, có tư duy, khoa học, nhìn nhận sáng suốt, suy nghĩ biện chứng, nên họ rất là kiêu ngạo. Chắc nhiều người còn nhớ sau cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 20 năm, người cộng sản giành phần thắng, thắng nên càng sinh kiêu ngạo. Sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 rất là phổ biến cái tâm lý từ nay đất nước ta hoàn toàn giải phóng, vĩnh viễn độc lập tự do, đất nước ta đã thu về một mối vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của đế quốc thực dân, vĩnh viễn sạch bóng quân thù hoàn toàn tự do độc lập. Những cái câu trên đó là tôi trích trong lời giới thiệu cuốn Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội của nhà xuất bản Sự thật, nhà xuất bản riêng của Đảng, xuất bản hồi tháng 8 năm 1975. Tôi hiện đang có cuốn sách này. Và không chỉ trong sách đâu, chính Tổng bí thư Lê Duẩn cũng từng rất hào hứng khẳng định trong diễn văn tại lễ kỷ niệm Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 75 rằng kể từ nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù, thanh thang con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự mừng rỡ say chiến thắng thái quá cùng với sự kiêu ngạo đã làm cho họ không thấy những tai họa cận kề đang rình rập kéo dài mãi đến tận bây giờ. Nhưng có thể châm trước cho những suy nghĩ như thế nếu ở vào cái thời điểm núi lửa lịch sử phun trào dung nham quá nóng quá mạnh. Chứ mãi về sau gần nửa thế kỷ rồi, khi đất nước đang loay hoay xóa đói giảm nghèo lo tụt hậu ở cái khoảng cách rất xa so với những nước trước kia cùng xuất phát điểm với mình, tham nhũng tràn lan đạo đức xuống cấp văn hóa lộn xộn dân chủ bị co hẹp, Thế mà người đứng đầu Đảng vẫn sung sướng tự hào là từ xưa đến nay đất nước có bao giờ được như thế này chăng? Quản trị đẹp nhất từ xưa đến nay, dân chủ đến thế là cùng. Thì đó là cái nhìn là cách nghĩ của anh binh nhì đang tập đội ngũ dậm chân tại chỗ chứ không phải của một người đang làm chủ cuộc sống chứ chưa nói gì đến lãnh đạo cuộc sống. Chính cái thói kiêu ngạo cũng đã làm sói mòn phẩm chất đẹp đẽ từng có của người cộng sản. Đã có thời họ gắn bó với nhân dân Cùng vui cùng buồn, cùng chia bùi sẻ ngọt. Nhưng dần thoái kiêu ngạo đã tách cá ra khỏi nước, khiến họ rất khó coi, trở thành lố lăng. Kiểu như ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, ông hùng hồn tuyên bố nếu ta sai thì ta xin lỗi, còn nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chắc nhiều người còn nhớ nhận xét nổi tiếng của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại loại là dân chủ của ta còn dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư bản những cái dạng lời hay ý đẹp như thế nhiều lắm chả thể kể ra hết được đâu thôi thì nói như nhà thơ việt phương ta đã thấy những vết bùn trên các vì sao nay chỉ ra vết bùn sự kiêu ngạo của sao tôi chỉ mong muốn họ lắng nghe thực tâm gột rửa để ngày càng trở nên sạch sẽ gần gũi với mọi người dân trên đất nước này còn họ có quy kết tôi chống này đối nọ thì tôi cũng đành chịu vậy tôi chả cãi được họ đâu